Okay, there are two, there are three topics I will ask you in this lesson. Okay, in this test, we have three topics. The first is the personal information. I will ask you some information around about you. And the second is the food. And the third is the family. Okay, the first. Okay, here we go. Let's talk about this. Okay, do you see the question in this test before? Do you see the question in this test before? Okay, yes. Okay, Yes. if you prepare, I will ask you again. Now, what are some characteristics of your personality? I'm an introvert. I don't like too many relationship. Money relationship. I don't like. Yes. Okay. Có cái gì mối quan hệ tiền bạc? Okay, rồi. Anything else? Okay, No. intern là hướng ngoại. And you are a friendly person or unfriendly person? Friendly person or unfriendly person? Can you repeat? Unfriendly person, friendly person, or unfriendly person? I am unfriendly person. Unfriendly Unfriendly. person, Yes. unfriendly person, unfriendly là gì? Là một cái người thân thiện à? Em không phải là một người thân thiện à? À không, đang hỏi em là em là thân thiện hay không à? Friendly or unfriendly? Thân thiện hoặc là không thân thiện đúng không? À đúng rồi. Em không phải là người thân thiện, em trả lời Unfriendly. với người lạ thì ít khi nào em nói chuyện lắm. Okay, unfriendly person. And when you were in the meeting and you don't you are not a person who talk first. Okay. Okay, and what makes you happy? What makes you happy? I am happy to eat, to swim, to travel, and earn money. Eat and drink. I'm happy to eat, swim, and travel, earn money. Earn money. Earn money. Okay. Okay. The first, eat nè. Eat nè. Swim. Yes. Bơi là cái gì? Cái hai là gì? And the second Em thing. hạnh phúc khi em ăn, em bơi, em đi du lịch và em kiếm tiền. Swim, travel. Okay. Alright, it's good. You often to go to the swimming pool. Often go to the swimming pool. Em hay đi bơi Đi câu này. bơi với ai á? Do you often go to the swimming pool? Tức là bạn hay thường đến để bơi à? No. Em vừa mới biết bơi thì em biết nói kiểu gì? I haven't know how to swim already. Haven't just know how to swim. Okay. Now, what are something make you angry? What are something make you angry?
I feel sad about many things, but I'm not angry. You're not angry, okay. You're not angry. Okay, are you happy with your personality? Yes. Uh-huh. Okay. Would you like to be different? I want myself to be stronger. I have less contact with stranger, so I want to be more open. Mm-hmm. You understand? You want to be different, especially. You want to be different. Em không có nhiều những mối quan hệ ấy. Em muốn cởi mở hơn, em muốn mạnh mẽ hơn, kiểu vậy. Em trả lời như thế nhưng chắc anh không hiểu. Okay, I want to have a more and more relationship, and I want to create a new, I want to make a new friends and be. Không phải, ý em nói không phải như thế. Yeah. Nó hỏi là muốn có muốn làm cái điều gì đấy khác đi không, kiểu thay đổi gì đi không ấy. Thì khi em bảo em muốn làm gì, em muốn thay đổi cái gì này. Em muốn thay đổi gì này? I have less contact with stranger, so I want to be more open. More open. You want to be more open. Okay. Tôi đang muốn cởi mở hơn là gì nữa nhỉ? Cởi mở hơn là gì nữa? I want myself to be stronger. Yes. I want to be stronger. I want to be stronger. Okay. Những cái câu hỏi này đùa em ngại, em chẳng muốn lấy gì, em muốn em tra từ điển, em không biết em trả lời kiểu gì ấy. Khó à, kiểu đó thì phải mất thời gian để chuẩn bị đúng không? Vâng. Okay. Em chuẩn bị rồi nhưng mà thường em không thích nói chuyện những cái chuyện về bản thân với người khác như này. À ha. Thế thì em thì nói vấn đề gì nào? Family, food. Nói về hai phần còn lại đi ạ. Nói về food nha. Okay. Vâng. Okay, can you cook well? Can you cook well? I am a good cooker. I am good cook. You are good in cooking. And do you often cook? Do you often cook at home, or do you often eat in the restaurant? I have to cook. Every day, but I have not time, so on the đùa chứ I can sao em nói gì nào? I have to cook every day, but I have not time, so em hay làm một cái gì tiện lợi để ăn cho cả tuần. Tức là một ngày cuối tuần em sẽ nấu cho cả tuần ăn. Okay. Nấu rất nhiều món ấy, cuối tuần sẽ nấu rất nhiều món rồi để tủ lạnh, rồi đến lúc ăn mình lấy ra lò vi sóng ăn dần. Uh-huh. Ở bên đây mọi người đều thế. Uh-huh. Okay. I cook the food, I prepare the food for all week. Okay. I prepare, tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần. I cook for all week, tôi nấu cho cả tuần. And okay, who do you often cook for? My boyfriend. Uh-huh. We live together, so
Yes, okay. And do you like to eat meat or vegetable? I like meat. Meat? I eat meat every day, not vegetable. No vegetable? Okay. What do you think about eating vegetable instead of meat? What do you think about eating vegetable instead of meat? Em nghĩ sao về ăn thịt thay cho ăn rau thay cho ăn thịt? I know it's not good, but I like it. I like it. Okay. Okay. What is your favorite food? Do you like? Yeah, I like fast food. Fast food. Hải sản là gì hả anh? Seafood. Seafood. Oh, thế thôi à? Thế thôi. Seafood. Favorite food. Oh, gì nữa nào? Fast food. Seafood. No. Okay. Yes. Seafood. Okay. Swim. Fish. Okay. Okay. What kind of food do you often eat in the morning? Bread. Like noodles. And sometimes I eat rice. Sometimes you eat rice. Okay, I know. do you often? Okay, let me see. How do you feel when you eat in the restaurant? How do you feel when you eat in the restaurant? Instead of eating at home. Myself is... Get up. Never mind. Em, công việc của em là phục vụ người khác nên khi được người khác phục vụ thì cảm giác rất là vui vẻ mà cũng kiểu giảm stress đi ấy, nên là mỗi một tuần ít nhất là em đi ăn hàng 2 đến 3 lần. Mặc dù mình làm ở nhà hàng nhưng mà mình vẫn phải đi ăn hàng để thay đổi không khí. Ok. Anh không tưởng tượng được đâu, đùa chứ người Hàn nó cũng giống như Việt Nam ấy, đi nhà hàng tao bỏ tiền ra nên là tao muốn như thế này, muốn như thế kia. Nhiều người ta khó tính, người ta không phải là cho tao cái này, cho tao cái kia, mà là mày đưa cho tao cái này, mày đưa cho tao cái kia, kiểu ra lệnh ấy. Nên là xin chép. Ở đâu cũng có người đọc này kia mà, tránh xa nổi. Ok, rồi. Ok, what is the typical meal from Korea? What is the typical meal from Korea? Kimchi. Kimchi, rice, and canh. Cục. Sao cái gì đó? Canh đi anh. Sốt. Soup. Oh, okay. Okay, rồi. It's the same, the typical meal in Vietnam. Okay, and the next part, I will ask you some question about your friend, your family. Do you like to ask? Okay, do you like to talk about the family? Em có thích nói về chủ đề này không? Yes. Okay, rồi. How many people are there in your family? My family have 5 people.
Who are they? They are my mom, three sisters, and me. My mom, three sisters, and me, and you, okay. My dad was died. My dad passed away. Yes. Passed away. I'm so sorry. Okay. Are the friend more important than family? What do you think about that? Are friend more important than family? I don't think so. My family is important. Your family is much more important than friends. Okay. How often do you see your cousins? Your cousins? Cousin? Some years? 3 years. Mm-hmm. 3 years ago. Mm-hmm. My mom and my sister not in Vietnam, so I don't go to Vietnam. Not see cousins. Yes, I know. You and your family live in Korea, so you are not come back to Vietnam usually. Okay, question number, the next question is, do you want to get married now? No. No? You don't want to get married now? No, I don't like to. I think what? Years ago, we will marry. What do you mean? Em không thích kết hôn bây giờ, em muốn kết hôn vào 3 năm nữa. Okay. Thì nói như nào? Nói như nào? I don't like married now. I want to get married in the next 5 years. I want to get married. I want to get married 3 years ago. Okay. 3 years ago là 3 năm trước. In the next 5 years. Next 3 years. Not. How often? Okay. Next question is, how often is your entire family together? How often is your family together? Once a year, one time. Yes. Eat together. How often does your family eat together? We don't live together, so we can eat together. We don't live together. Mm-hmm. Oh, we eat together. Have and we can eat together. We can eat together. Em chẳng nhớ em ăn cơm của mẹ em bao giờ nữa, chắc từ năm ngoái. Okay, right. Now the next. Okay, who is the most important person in your family? Who is the most important person in your family? It's only important for me. They are on them
all of them important for me. Okay, all of them are important all, for me. All of them. All of them, okay. Mm-hmm. Okay. And are your parents strict? Are your parents strict? You know, strict. You mm-hmm. No. Are your parents strict? No. Nhà em kiểu nuôi thả, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Okay. Not scared, not care. Don't care about that. Okay. And do you like that? No. No. Why don't? Why not? Mọi người sẽ xa cách. Uh-huh. Mm-hmm. You want everybody in your family. You love each other and show affection and emotion with you and everybody in your family. And em muốn mọi người tình cảm này, cho sự yêu thương này. Okay. Trong cái gia đình của em đúng không? Okay, right. Okay, do you have any question to ask me? Okay, I asked you a lot of questions, so okay, can you give me some question about personal information and family and etc. Em muốn hỏi câu gì không? Đi gặp lại cô. Xong rồi cho cái PC. How are you? How are you? I'm 25 years old. Oh, yes, you are 23. Yes. 23 years old. I'm 25. Yes. Why are you to be English teacher? Yes. Why, yes, you asked me about why do I want to be an English teacher? Ai cũng sẽ có một động lực để trở thành một ai đó mà. Well, yes, motivation to be someone. Yes, for me. Because I know, I think I have a strongness that I have a good communication and I love to talk with other people, share about the knowledge. Okay. Talk with them and maybe I give a pet. And English is just a tool to make my dream come true, help people and change the way we live in your life. And okay, maybe I will teach you something about English, and I will teach you how to be a good person, and then something about life. I like it. More than that, I can help you. I can show you. So learn about more than English, because English is just a little bit. It's just one part of your life, okay. But if you learn English, you can learn about the patient, about the self confidence, self improvement. Okay, I think so. Nhưng mà khi mình học tiếng Anh thì mình sẽ học được cái tự tin hơn là làm thế nào để tự tin bản thân, để tự học, để kiên trì như thế nào đó, đó là cái cách mà người ta tự học. Okay. Và sau đó thì người ta sẽ có những cái phát triển bản thân nó bền vững hơn. Ví dụ như là mình có thể tự học một cái gì đó hay mình tự làm cái gì đó thì cái khả năng tự học của mình nó đang hoàn thiện. Chứ không phải là đơn giản thì là tiếng Anh, thì tiếng Anh nó còn kết nối mọi người với nhau, mình có thêm được mối quan hệ mới rồi mình có thể học được những cái gì đó mới mà không cần phải
tức là bởi vì tài liệu nó bằng tiếng Anh hoặc là cái kiến thức tư duy những gì mà nó hay thì ta hay biết bằng tiếng Anh. Thì nên em thấy nước ngoài là lại tiếng Anh là một chìa khóa mở ra một thế giới mới kiểu kiểu vậy. Đúng rồi. Thế nên là that's why we have to learn English. Okay. When I learn English, I learn a lot of things. Not only English. I learn about the mindset. I learn about the life and how to do, how to create a new habit and how to solve the problem, deal the problem. Okay, that's all a lot. I have a lot of new friends and a positive person. I meet a lot of. Okay, gặp rất nhiều người tích cực này, cũng nhiều bạn mới này, học nhiều kỹ năng mới này. Đó là những cái thứ mà mình nhận được sau khi mình học tiếng Anh. Không chỉ là tiếng Anh mà nó còn giúp cho mình rất nhiều thứ trong cuộc sống nữa. Okay. Rồi, thế nên là khi mà em gặp người nào đó không cần bị ngại ngùng hết, hãy thể hiện bản thân mình. Đôi khi là từ trước giờ em là một người kiểu unfriendly, nhưng mà bây giờ em phải thay đổi, change the way we talk with other people. Maybe if a stranger, thay đổi cách mình nói chuyện với cả những người khác, mình có thể họ là những người lạ. Cũng không hẳn, người lạ thì em sẽ cười nói giao tiếp bình thường. Tức là em có thể làm điều đấy, em vẫn đang làm điều đấy, nhưng mà em không thích điều đấy cho lắm. Thì đấy, đây là cách mà những khi mình ngại hay là mình chưa thích, chưa quen với những cái điều mới, thì mình thử làm những điều gì đó mà giúp cho mình vẫn cười nói vẫn ok. Nhưng mà đôi khi là như bây giờ em phải đi ngoài để em gặp những người mà chưa bao giờ nói chuyện, thì em đầu tiên nói chuyện đó, cái cách mà nhiều khi mình chưa bao giờ mình làm cái điều đó nên mình thử xem ok mình cảm giác có sao. Ok anh rồi. em muốn giống kiểu em muốn học thuộc những một cái đoạn kíp nhỏ, một đoạn hội thoại nhỏ ấy, giống kiểu những cái trong đời sống bình thường hàng ngày, đại loại để em học thuộc được nó, em khi mà giao tiếp em có thể dễ dàng nói ra ấy. Vì nếu mà đọc những câu hỏi của anh thì em hiểu, đọc một bài thoại em cũng hiểu, nhưng mà em không thể nói ra được. Thì là nếu mà so với tiếng Hàn của em ra ấy, thì tức là mình chưa thuộc lòng nó, mình chưa nhắc đi nhắc lại nó nhiều lần, mình chưa nhớ nó để mà mình nghĩ cái mình bật ra ngay. Nên là em muốn học những cái đoạn nhỏ đấy thì em học ở đâu được ấy? À, bây giờ thật ra cái đoạn nhỏ đấy á, nó phải là đoạn nhỏ gì? Bây giờ em nói chuyện với người ta, em nói về vấn đề gì? À, bây giờ em thì muốn nói kiểu về gì? Ý em bảo là học những cái chủ đề nhỏ ấy. Chủ đề nhỏ, ví dụ nói về em muốn nói hỏi họ về ngày hôm nay thế nào, thời tiết ra sao, công việc của họ thế nào, hay là dạo này có gì mới không, hay là hỏi về cái cuộc sống thiệt hàng ngày một cái nó rất rộng. Nên là vấn đề ở đây là bây giờ em muốn hỏi về cái gì thì em phải xét ra trong cái tờ giấy hoặc là trong đầu em, chứ biết là để em viết tờ giấy không được, thì đó em mới biết được rằng là mình nên nói cái gì với họ. Chứ bây giờ gặp một người em nói thật là giao tiếp đấy, nhưng mà giao tiếp nó có rất nhiều chủ đề. Nhiều chủ đề về gì, về ăn uống, có chủ đề về thời trang, về ẩm thực, về du lịch, về nhiếp ảnh, đủ các loại, mỗi người một sở thích. Như vậy thì mỗi cái chủ đề như vậy thì em sẽ nói như vì là quá nhiều như thế là không biết bắt đầu từ đâu đây anh ạ. Kiểu hoang mang ấy, nên là muốn hỏi anh là mình nên bắt đầu từ đâu ấy. Như bây giờ em những cái ở trong hội thoại của mình nó có thật, nhưng mà nhiều khi là em cũng chưa áp dụng được, đúng không? Vậy thì em nghĩ là cái việc đầu tiên em là như vậy, em được tưởng tượng trong đầu là hôm nay mình gặp một người Tây á, thì mình sẽ nói những câu gì và phản ứng của người ta như nào. Còn như em là một người đóng vai luôn á, thì em bảo là như em bây giờ là người hỏi thì họ sẽ trả lời như sao, ngược lại đó. Thì đấy là cái việc em viết cái lời thoại ra thì em tập nó thì dần dần em sẽ quen. Chứ còn bây giờ không có cái ba ram nào là nó là chuẩn chỉ cả, thật ra giáo trình nó chỉ dựa trên một cái một phần cuộc sống thường nhật hàng ngày thôi. Còn nếu mà trong cuộc sống thực thì nó sẽ có rất nhiều các cái thứ để nó, chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ là những cái thứ đơn thuần là sách vở. Nếu đấy mình phải có một cái kiến thức khá là rộng thì mới có thể nói được. Vậy thì để mà mình có một cái kiến thức phổ quát như vậy thì mình không có cách nào khác là mình phải học thôi. Nhà nhà chuẩn bị mỗi ngày một chút thì lúc đó mình mới ok được. Yeah. Ok. Chị phải uống thuốc nhanh khỏi. Em sợ người bị ốm.
Okay, thanks a lot. Okay, bye, see you.